Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh đầu tư tiền số. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái AirDrop, đó là Neodymium Network. Đây là một cái nền tảng về bằng phát minh sáng chế dựa trên blockchain. Thì hiện nay cái dự án này nó đang cho cái chương trình AirDrop vòng 2 với giá trị là 1.000 token. Tuy nhiên thì nếu đến lúc các bạn tham gia cái AirDrop này sau thời điểm này thì có thể là cái lượng token nó sẽ bị thay đổi, nên mà các bạn hãy follow Twitter và Telegram. Công việc khá là đơn giản các bạn. Đầu tiên là các bạn kết nối cái Neodymium Network, các bạn sẽ được 200. Đầu tiên là các bạn follow Twitter của nó. Tiếp theo là like và retweet cái chủ đề trên cái Twitter của nó, các bạn sẽ nhận được 350 token. Tiếp theo là các bạn sẽ follow cái Medium và click cái chủ đề của nó, một cái bài viết, nơi cái bài viết của nó đây, click vào class. Nếu các bạn nào có ví MasterMark thì các bạn sẽ claim nó. Tiếp theo là Zone hoặc Telegram. Ở đây cái Telegram của mình nó quá nhiều cái group rồi, đạt đến mức giới hạn là không cho tham gia nữa. Nên là các bạn nếu khi bị lỗi tương tự thì các bạn nhớ thoát ra những cái group nào mà dự án đã hoàn thành và các bạn đã nhận được token là các bạn nên thoát. Hoặc là các bạn chuyển qua một cái kênh Telegram khác. Ở đây mình sẽ chuyển qua Telegram khác nè, vẫn vào được. Công việc tiếp theo là các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn điền cái email thông tin mà các bạn đã thực hiện ở trên. Đầu tiên là cái email, tiếp theo là cái ví MyEther Wallet. Tiếp theo là cái ID Twitter các bạn đã follow cái kênh Terra, cái Twitter của nó. Tiếp theo là cái ID hay là cái username của Medium. Tiếp theo là Telegram. Đối với referral code thì các bạn dùng cái code ở dưới video của mình, hoặc là trong kênh Telegram, hoặc là các bạn điền cái số 784589. Thì khi các bạn điền cái referral code này thì các bạn sẽ nhận được thêm 200 token và mình cũng sẽ được nhận 200 token. Đây là một phần win-win nha các bạn. Với hy vọng là với cái video này các bạn sẽ nhận được nhiều hơn 1.000 token của cái dự án Neodymium Network. Video của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.